em thì học lần đầu ngày đầu tiên học về tác động cuộc sống K42. Và sau 14 ngày học thì em thấy tác động cuộc sống với cả y võ trận đả rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Về những cái bệnh mà vợ em hay bị là đau vai gáy, với cả về đau lưng là về em áp dụng cái buổi tối là thấy đỡ liền. Vâng, có kết quả liền, làm cho rất là nhanh, trong khoảng 5-10 phút là xong rồi, có kết quả liền. Là em rất là cảm ơn thầy đã chuyển cái môn tác động sống cho em học hỏi. Dạ, cảm ơn em nhé. Đấy, được đấy, ngay sau được nhá. Thôi cảm ơn anh chị. Rồi con đang sai, con bấm phải chết này, chết ta, không phải bấm, phải chặt thôi, chặt cái này, chạy như lại nhớ nó bấm, bấm như nào, chạy như lại, chạy như lại, bấm, bấm đủ, bấm đủ cái này đâu, đấy, đừng bấm đủ cái này đâu. Sau khi mình học lớp của thầy Hương này thì biết về tác động cuộc sống và y võ trận đả thì mình thấy mình cũng giúp cho bệnh nhân được hiệu quả được tốt hơn, nhanh hơn và bệnh nhân hồi phục sáng mai cũng biết được lành hơn rất là nhiều. Chúc em ngày càng thành công với tác động cuộc sống.